Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin thời tiết. Như đã thông tin thì mưa lớn sau bão dịch lên phía Bắc Trung Bộ. Diễn biến cụ thể như thế nào vậy chị Quỳnh Anh? Dạ vâng, mặc dù là bão số 4 đã tan đi thế nhưng cái gió đông sau bão vẫn sẽ tiếp tục gây ra mưa lớn cho khu vực miền Trung trong cả ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì vùng mưa sẽ tập trung ở phía Bắc của Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh. Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay sẽ phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi thì mưa rất to trên 100 mm. Nguy cơ cao sẽ xảy ra trượt lở đất ở các sườn đồi núi và vùng mưa thì còn có thể mở rộng lên cả Bắc Bộ trong ngày hôm nay. Cảnh báo mưa tập trung chủ yếu ở khu vực Hòa Bình, đồng bằng ven biển với lượng mưa là từ 20 đến 50 mm, có nơi mưa to trên 80 mm, rất dễ gây ra ngập cục bộ ở khu vực trũng thấp và khu đô thị. Trái lại, từ Quảng Bình đến Bình Thuận ngày hôm nay thì mưa sẽ giảm, chủ yếu chỉ còn xảy ra về chiều tối với những cơn mưa rào nhẹ và rất nhanh. Trong ngày thì trời chủ đạo sẽ là tạnh ráo và có nắng trở lại để mọi người có thể khắc phục hậu quả sau bão. Nhiệt độ ở các thành phố như là Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết dao động từ 30 đến 32 độ. Nắng cũng sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là khoảng 27 đến 29 độ, trời dịu mát. Còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ thì nền nhiệt sẽ lại cao hơn ở mức là 30 đến 33 độ. Đến chiều nay thì khả năng gió mùa Tây Nam sẽ lại gây mưa trở lại cho cả hai khu vực này. Vùng mưa khá sẽ tập trung ở ven biển miền Tây và phía Bắc của miền Đông, có nơi mưa to trên 50 mm. Trong cơn dông thì quý vị vẫn cần phải đề phòng với nguy cơ xảy ra sấm sét cũng như là gió rất mạnh. Dạ vâng, cảm ơn chị với những dự báo vừa rồi.